mình sẽ giới thiệu đến anh em đầu karaoke đang giữ vị trí vua đầu karaoke từ năm 2018 đến tận bây giờ. Đó chính là em Okara M10 này, đầu karaoke vua dành cho quán tiếp. Anh em muốn đầu tư về karaoke với cấu hình Mepetiser và năm chuyên nghiệp và một dàn loa hoành tráng với loa full siêu hay và loa sub cho ra âm thanh sống động, nhưng thật là thiếu sót nếu về karaoke sinh với mức đầu tư khủng mà người hát phải hát đi hát lại những bài hát đã cũ và số lượng bài hát ít ỏi. Đĩa DVD karaoke sử dụng một thời gian, số lượng bài hát cũng tệ hơn mong đợi. Bạn em ơi, mọi vấn đề đều có thể giải quyết với em đầu karaoke Okara M10 đẳng cấp này. Tại sao mọi người lại gọi Okara M10 là vua đầu karaoke? Hãy cùng mình khám phá lý do đó nhé. Với thiết kế cực kỳ sang chảnh và thu gọn tối đa, nên là cho người dùng cảm giác tinh tế và hiện đại. Với số lượng bài hát cực khủng lên đến 160.000 bài, chúng rất hiệu quả vì sẽ dễ dàng có lớp kính cường lực chống va chạm, hỗ trợ kết nối với smartphone và cập nhật các bài hát online nhanh nhất. Khả năng chỉnh công nhạc ý muốn, chất lượng âm thanh vượt trội, hình ảnh sắc nét ấn tượng với chế độ Full HD 1.0. Giá sản phẩm là 11.400.000 đồng, bảo hành lên đến 12 tháng.